Làm freelancer thì được tự do về thời gian, được tự do về địa điểm làm việc. Những thứ đó thì ai cũng biết rồi. Hôm nay mình sẽ nói về những lợi ích của việc nghỉ việc làm freelancer mà bản thân mình không hề biết trước khi nghỉ việc làm freelancer. Đầu tiên, đó chính là phát hiện bản thân mình không ghét làm việc. Đối với đa số mọi người mà không thích cái công việc của mình thì cái khoảng thời gian chán nản nhất chính là sáng thứ hai khi bắt đầu một tuần mới. Cho nên trước đây mình cũng nghĩ là mình rất ghét làm việc. Nếu được ngồi chơi cả ngày thì sửa việc mấy. Nhưng sau khi nghỉ việc làm freelancer thì mình phát hiện ra là mình không có ghét bản thân cái việc làm việc, mà mình ghét cái việc phải làm 40 tiếng mỗi tuần. Mình ghét cái việc phải đi ra đường vào những giờ cao điểm nhất để tới được nơi làm việc. Chứ còn bản thân cái việc làm việc thì mình cũng không hề ghét. Khi mà mình nghỉ việc làm freelancer và cắt giảm bớt thời gian làm việc của mình, có những ngày mình chỉ làm việc khoảng 2-3 tiếng, thì mình thấy bản thân cái việc làm việc nó khá thú vị và nó giúp một ngày dài của mình nó thú vị hơn. Chứ mà ngày hôm đó mình từ đầu tới cuối chỉ ngồi chơi, chỉ ngồi lướt Facebook thì nó cũng khá là chán. Cho nên dần dần mình cố gắng tăng cái mức giá của mình cho mỗi giờ lên để mà thời gian làm việc mỗi tuần của mình nó giảm xuống. Và mình đặt mục tiêu cho thu nhập từ công việc freelancer. Chẳng hạn hiện tại mình đặt mục tiêu là mỗi tháng kiếm được ít nhất 1.000 đô trên trang Upwork. Đó, thì bây giờ là ngày 21 tháng 2 mình đã kiếm được 1.000 đô rồi. Thì từ giờ tới cuối tháng, nếu muốn thì mình có thể chỉ làm việc mỗi ngày 1 tiếng, 2 tiếng cho vui thôi. Khi mà làm việc tương đối ít như vậy thì mình không còn thấy chán công việc nữa, mà nhiều khi còn thấy mong chờ đến thời gian làm việc. Một lợi ích thứ hai không ngờ tới của việc làm freelancer đó là đi tập thể dục trễ. Bình thường khi còn đi làm full time thì mình sẽ đi tập thể dục vào cuối tuần hoặc sáng sớm. Đôi khi thì mình sẽ tập thể dục sau khi kết thúc giờ làm việc. Nhưng mà kể từ khi làm freelancer thì mình sẽ tập thể dục trong giờ làm việc khoảng 8:30-9 giờ. Khi mà đi tập thể dục trong cái khung giờ này thì cái đối tượng mình gặp trong công viên nó hoàn toàn khác. Cái tỷ lệ mà những người làm chủ những cửa hàng rồi làm chủ một số bất động sản nó cao hơn rất là nhiều. Có một lần mình nhớ mình gặp một ông chủ ở trong công viên. Chủ này thì nhà ở quận 7, nhưng bữa đó lại lên quận nhất để mà đi thăm thú, đi kiểm tra mấy cái bất động sản cho thuê ở quận nhất. Nói chuyện một hồi thì mình cũng khoe là ngoài tiếng Anh ra, mình còn biết thêm tiếng Pháp để gây ấn tượng. Nhưng không ngờ là ông chủ này sổ ra một trang tiếng Pháp, xong rồi hỏi mình mấy câu. Và mình hầu như chẳng hiểu ông đang hỏi mình cái gì hết á. Đúng quê đồ luôn. Về sau thì mình còn biết thêm là ngoài biết tiếng Pháp thì chủ này còn biết thêm tiếng Anh rồi tiếng Trung nữa. Một người thời đó mà biết được tới 3 ngoại ngữ. Cho nên mình thực sự rất là quý trọng những cơ hội mà được nói chuyện với những người như vậy. Tại vì trong gia đình họ hàng của mình thì không có ai thuộc cái kiểu người như vậy. Họ không có phải là những người mà cực kỳ giàu có, nổi tiếng gì. Nhưng nhiều người trong số đó có những cuộc sống mà mình mơ ước. Dần dần thì mình càng ngày càng quyết tâm để đạt được tự do tài chính. Để muốn làm gì thì làm, chứ không còn bị cản trở bởi những lý do tài chính. Lợi thế không ngờ tới thứ ba của việc nghỉ việc làm freelancer là mình được làm việc với những công ty rất là lớn của nước ngoài. Trước đây khi mình còn đi làm full time bình thường, mình cũng đã từng làm cho một số công ty lớn của Việt Nam. Nổi tiếng nhất chính là báo VN Express. Khi bắt đầu đi làm freelancer thì mình cũng chỉ nghĩ là mình sẽ làm việc với những công ty nhỏ, rồi những chủ cửa hàng, rồi những cá nhân đơn lẻ thôi. Nhưng cũng khá may mắn là mình cũng đã từng được làm với những công ty khá lớn, chẳng hạn như là Canva, ai mà hay thiết kế hình ảnh video trên web chắc là biết tới trang web này. 3M, một công ty sản xuất lớn của Mỹ. Thậm chí mình đã từng mua cổ phiếu của công ty 3M này. Về truyền thông thì mình đã từng làm việc với công ty của NAS Daily. Việc làm việc với nhiều công ty quốc tế khác nhau trong một thời gian ngắn thì mình học hỏi được rất là nhiều thứ khác nhau từ nhiều công ty. Ví dụ như là cách điều hành đội nhóm, cách sử dụng các công cụ để quản lý, những chiến lược marketing, bán hàng, v.v. Lợi ích cụ thể nhất mà nó mang lại đó chính là nhờ làm việc với các đối tác nước ngoài nhiều mà mình đã bán được hàng ở thị trường quốc tế. Trước đây thì mình chỉ bán được hàng ở thị trường trong nước thôi. Sau khi mà đi làm freelancer, làm thuê cho người ta để người ta bán được hàng thì mình mới học hỏi để mà biết được những cách thức bán hàng trên thị trường quốc tế và hiểu thêm được phần nào cái cách thức, cái tâm lý mua hàng của khách hàng nước ngoài. Nhờ vậy mà mình đã làm ra được một số sản phẩm tự thành công và bán hàng một cách tự động ở nước ngoài. Bạn có thể xem video trước của mình để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã xem và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.